điểm danh 3 dự án ODA giao thông trễ tiến độ. Cụ thể, dự án WB6, kênh nối đáy, Ninh Cơ do Ban Quản lý Dự án Đường Thủy phụ trách. Tính đến đây, sản lượng thi công mới đạt 60%, chậm khoảng 8% so với kế hoạch. Để đền bù tiến độ bị chậm, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã kiểm tra hiện trường và có các văn bản yêu cầu Ban Đường Thủy quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tăng mũi thi công, có giải pháp điều chuyển khối lượng, bổ sung, thay thế nhà thầu thi công nếu không đáp ứng tiến độ theo kế hoạch. Đồng thời, chỉ đạo nhà thầu tư vấn lập lại tiến độ thi công chi tiết, đảm bảo các gói thầu xây lắp hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2023 và nghiệm thu hoàn toàn bộ khối lượng công trình trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. 5 gói thầu đang trong quá trình đấu thầu, trong đó 2 gói thầu dự kiến khởi công đầu tháng 11 năm 2022, 1 gói thầu dự kiến khởi công cuối tháng 11 năm 2022. Gói thầu cuối cùng XL03, phía ADB đã có thư không phản đối kết quả lựa chọn nhà thầu, đang xử lý tình huống trong đấu thầu. Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng thông tin. Đối với dự án xây dựng tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên, theo tiến độ cập nhật mới nhất, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, 3 trên 3 gói thầu đang thi công, sản lượng đạt 27,5%, chậm 3,8% so với kế hoạch do thi công xử lý nền đất yếu chậm. Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận có văn bản cảnh cáo các nhà thầu chậm tiến độ kéo dài, yêu cầu đơn vị quản lý dự án tiếp tục quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu thi công xử lý nền đất yếu để nhanh việc huy động các đất về công trường, bám sát kế hoạch đã chấp thuận. Về dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, tỷ lệ bàn giao mặt bằng đã đạt 97%, dự kiến bàn giao phần còn lại trong tháng 12 năm 2022. Tất cả 8 gói thầu đang thi công với sản lượng đạt 33%, cơ bản đáp ứng yêu cầu, Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng cho hay.